Chào mọi người nha, hôm nay cũng là một ngày ở Iowa chỗ mình đang sinh sống. Tuyết ở đây thì rất là nhiều mà cũng rất là lạnh. Cái video trước mình bỏ lên thì mọi người cứ nói mình hỏi mình là cứ nói rất lạnh thì lạnh bao cỡ bao nhiêu. Đây để mình trở cái camera lại cho mọi người thấy cái độ lạnh nó cỡ nào nha. Đây. Đó, mọi người thấy nó lạnh cỡ nào không? Đó. Nước tuyết ở trên mái nhà nó tan xuống á, à, nó đóng đá lại thành giống vậy đó. Rất là lạnh mà nước ở bên ngoài, ví dụ mình để một chai nước bên ngoài á, là đóng đá cứng ngắc luôn. Ở bên đây mà ví dụ như mấy người mà uống bia này kia đó, là mùa này là khỏi có cần cái tủ lạnh đâu. Chỉ cần để ngoài đóng tuyết thôi là nó cũng lạnh ngắt luôn, đông cứng luôn. Đó. Mấy bạn nhìn thấy mấy cái cây ở ngoài đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Tuyết đang bay xuống nữa. Đó, nhìn hết sảy không? Cái mùa này á, rất là ngại đi ra ngoài. Tại vì ở bên ngoài nó quá lạnh. Thành ra mà gặp đang cái vụ mà Covid của nó nữa. Ở đây rất là lạnh, sợ lắm. Rất có ai đi ra ngoài lắm. Gần như mấy cái ngày như vậy thì đa số mọi người làm việc ở nhà. Hoặc là không có chuyện gì thì không lái xe đâu, không đi ra ngoài. Chờ khi nào mà có xe của thành phố nó ủi hết tuyết trên đường rồi này kia người ta mới chạy thôi. Chứ còn kẹt lắm người ta mới đi, chứ không thì chẳng ai thèm đi ra ngoài. Đó, các bạn thấy không? Tuyết trắng hết, phủ hết tất cả mọi nơi luôn. Còn gia đình Vương thì mùa này như vậy thì mấy đứa nhỏ cũng học online ở nhà. Cả nhà đều ở nhà hết. Kẹt lắm mới đi ra ngoài tí xíu thôi, tuần chừng một hai lần chứ không đi ra ngoài thường. Vương cũng làm việc ở nhà, trong văn phòng ở nhà luôn, thông qua mạng internet với lại công ty. Còn thực phẩm thức ăn thì rau tươi sống thì nhà Vương có, còn mấy cái khác thì có thể dùng từ đông lạnh hoặc là đặt người ta mang tới cũng được đó. Đây Vương sẽ cho các bạn thấy Vương lấy rau tươi sống từ đâu nha. Chào mình chút nha. Đây, hôm nay Vương sẽ thu hoạch cải ở trên cái hệ thống rau thủy canh mà Vương trồng ở trong một cái góc của nhà, trong góc của phòng ăn thôi. Cái vàng này có nhiều bạn hỏi Vương là kích thước là sao. Cái này thì chiều ngang nó cỡ chiều dày, bề dày của nó đó cỡ 1 feet, còn chiều này thì cỡ 3 feet là cũng cỡ khoảng hơn 1m2, cũng cỡ hơn 1m. Rồi chiều rộng thì cũng khoảng chưa tới 1m, khoảng 40cm. Trồng được mỗi một tầng thì trồng khoảng được khoảng 16 tới 18 cây. Mà Vương trồng 2 tầng. Nói chung là nấu khoảng được chừng 2 nồi canh vậy đó, 2-3 nồi canh. Rau thủy canh thì thu hoạch là chỉ có vậy thôi. Lấy ra đó, cắt cái gốc, lần mình lấy cái rọ trở lại mình bỏ lại trồng lại. Còn đây là một cây cải đó. Rồi mình sẽ thu hoạch hết cái đám cải này là cái mình sẽ cho các bạn thấy mình nấu nồi canh ra làm sao nha. Chào Nguyên tí nha. Đây là thu hoạch của một mớ cải bẹ xanh thôi, của cái vàng rau thủy canh. Đây đó, lấy hết một gốc rồi đây nè. Đó, rồi Vương sẽ nấu nồi canh nha. Đây là thành quả thu hoạch mới ra hồi nãy nha, chuẩn bị vô nồi canh rồi đó. Đây là nồi canh cải bẹ xanh tôm khô mà mình không có cần phải ra khỏi cửa giữa mùa bão tuyết lạnh lẽo và Covid như vậy đâu. Ở nhà cũng có một nồi canh cải bẹ xanh tôm khô, không cần phải đi mua. Mọi thứ đều nấu và trồng đều ở nhà hết, chắc chắn là sạch 100% luôn. Đó, không cần bước ra khỏi cửa cũng có một nồi ngon lành. Thấy chưa? Đó. Rồi hy vọng là video kế tiếp á, mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng thủy canh. Trồng thủy canh nó có nhiều phương cách khác nhau. Mình sẽ hướng dẫn vài cách để mà làm những cái hệ thống thủy canh đơn giản nha. Cảm ơn.